Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với series tiếp theo của mình nhé. Ngày nay thì mình lên đây thì mình sẽ chỉ cho anh em một cái phương pháp cách đánh gấp thép đúng cách ở trên môn xích bò trên con TC thế nữa chơi này. Thì cách của mình thì cũng rất là dễ thôi, không khó khăn gì ở trên môn xích bò này. Gấp thép đúng cách thì là anh em phải đánh theo cái những cái số lẻ nhá, em đừng đánh theo số chẵn. Bởi vì là đánh theo số chẵn, ví dụ anh em đánh là 24 đúng không anh, 2468 thì chắc chắn là anh em đánh như thế thì sẽ bị vi phạm những quy luật của nhà cái. Còn nếu như anh em đánh gấp thép đúng cách thì anh em đánh là 357, ví dụ anh cái này tiếng này anh em đánh 2 củ chẳng hạn, thì sau em mình đánh 4 củ, đánh 3 củ rưỡi hoặc đánh hai củ 8, kiểu kiểu như vậy, đánh cứ số lẻ ra. Bởi vì làm sao mình phải đánh như thế, bởi vì đánh như thế là đánh lách luật của nhà cái, em hiểu chưa? Để tránh cái tình trạng là mình đánh gấp thép là nó sẽ soi ra, khi mà soi ra thì mình đã vi phạm quy luật của nhà cái, thì đương nhiên là mình vi phạm quy luật của nhà cái thì làm sao thì mình cũng chẳng bao giờ mình có thể rút được lỗ bởi vì nó vi phạm quy luật của nhà cái. Nhưng đặc cư rồi, bây giờ thì cùng xem kết quả đây. Ok anh em, vậy là chuẩn xác, cái đầu tiên đã được rỡ, em thấy chưa? Đấy, với những cách đánh, với những phương pháp được rỡ chuẩn xác ở trên môn xích bo, trên con TDC chưa được chưa? Rất là dễ dàng nhé, không khó. Bắt đầu đặt cược. Giờ anh em hiểu được phương pháp, hiểu những cách đánh là anh em có thể ăn. Đấy, thì như mình vừa rồi thì mình đang lên đây thì chia sẻ em cách cấp thiết đúng cách ở trên môn xích bo. Nó là như vậy anh em ạ. Đấy, hãy đánh theo những phương pháp của mình, hãy chơi theo những phương pháp đó để luôn có những cái kết quả rực rỡ chuẩn chỉ ở trên môn xích bo, trên con TC thì nữa chơi nhá. Link của con TC thì nữa chơi thì mình luôn tin cho anh em ở dưới phần mô tả. Anh em nào đánh và anh em nào chơi thì ấn vào link thôi. Đấy, mình chủ yếu là chia sẻ cho anh em về những phương pháp, chia sẻ cho anh em cách đánh hay nhất, nhất chuẩn chỉ nhất để cho anh em luôn có lời, để cho anh em có lãi. Với những phương pháp và những cái đánh giản đơn nhất, hiệu quả nhất thì em cũng biết rồi đúng không anh em? Đấy, đơn giản này, dễ chơi này, dễ trúng thưởng, không khó gì anh em nhé, không khó. Khó với những anh em không hiểu biết, còn đối với mình ở trên World Sport này không khó, cực kỳ dễ, cái cấp thiết cực kỳ đơn giản nhá. Nhưng đặc cược theo cái phương pháp của mình để luôn có những kết quả rỡ ok và chuẩn chỉ. Cầu xỉu nhưng mà nó không về, nó vẫn là cầu tài. Nhưng mà thứ vừa rồi thì mình cũng đã nghi ngờ, nên là khi mình bắt đầu đặt cược nghi ngờ trước những cái này là tất cả những người mình là nhỏ nhắn xinh xắn, chứ mình sẽ không bao giờ mình căng và mình chẳng bao giờ mình muốn tình cũ tinh bòi đâu, bởi vì là nói chung là phải có những cái phương pháp, phải có những cái mẹo thì mình đã mình có thể tình cảm rực rỡ. Chứ mình đang chia sẻ với anh em được, nếu mà đánh một cái xích bo lại nhau không hiểu không biết thì đấy rất là khó nhá, nên là anh em cứ yên tâm với mình một chút với những cách đánh giản đơn nhất, hiệu quả nhất là phải còn lại là lời được ở trên cái bộ môn xích bo còn chơi thì nữa chơi. Rồi ok anh em, và bây giờ thì cùng mình đón chờ đây, cùng mình xem kết quả đây, xem cái này sẽ mở ra cái này sẽ được rỡ hay không, cái này có ok không nhá. Đây em cùng xem đây, link thì mình luôn kim luôn để cho anh em ở phần mô tả nha bạn, em cùng xem kết quả này nhá. Xem cái này dừng đặt cược không? Rồi em thấy chưa? Đấy có 4 ăn này, ăn hết luôn, ăn đủ 3 cầu luôn, cầu tài ăn này, bị 6 ăn này, bị 6 bốn ăn thì đẳng cấp đúng không em? Đấy. Với những phương pháp đánh gấp thép đúng cách ở trên World Score, trên con DDC trên nửa chơi, anh em hãy học cái phương pháp của mình để luôn có những kết quả rực rỡ, để luôn có những phương pháp tuyệt vời. Đấy, đánh thì nó phải như vậy nhé, đánh thì nó phải như thế, đẳng cấp cứ mãi đẳng cấp. Ok nhé, và bây giờ thì cùng mình đón chờ thêm những cái tiếng đánh tiếp theo, xem cái cầu kèo, xem nó nhìn nào, xem nó có chần chừ rực rỡ hay không, xem nó có ok không anh em nhé. Hãy chờ và hãy đợi và hãy xem thôi. Còn link của con TDC thế nữa chơi này mình luôn để cái phần anh em nào đánh, anh em nào chơi ấn vào link rồi ok, cùng mình chờ và cùng mình đợi, cùng mình xem kết quả xem nó có đúng với những gì mình chia sẻ với anh em ở trên cộng môn xích bo và trên con TDC thế nữa chơi không. Rồi em cùng xem nhé, 3 2 1 dừng đặt cược. 544 đấy em thấy chưa, cầu đó vẫn là đoán là cầu tài, nhưng mà trước rồi mình cũng cùng với cầu kèo mà nó không chuẩn chỉ này, cầu kèo nó không chuẩn xác này thì đương bắt đầu đặt cược sẽ đánh vào những cái dạng cầu nhỏ xinh xắn, chứ không bao giờ có thể mình đánh những cái dạng cầu đánh lớn được, bởi vì anh em cũng hiểu rồi với những lý do anh em hiểu là khi mà cầu kèo ở trên bộ môn là big bò thì có thể chơi cái chơi này, nó mà không chuẩn chỉ, nó mà không chuẩn xác thì không bao giờ mình đánh to ở cái bộ này. Lúc nào thế, lúc nào cũng vậy, mình luôn chờ và đợi những cái phương pháp giản đơn hiệu quả đấy, chờ những cầu ở chuẩn chỉ, chờ những cái mình đánh
chứ không phải là mình đánh và mình đánh bừa bừa rồi lúc mà mình âm tiếng của mình rồi lúc mà mình cay tiếng mình cay cũng được đấy, em hiểu không? Đấy, bởi vì có lãi là mình chỉ biết chúng ta trân trọng gì. Ví dụ như mình đây với số vốn ban đầu mang vào đã kiếm được một chút ít, thế là mình đánh rất là từ tốn, mình không bao giờ dừng đặt cược đánh căng là mình mệt người cả ra được và bị ok vẫn lời ra 16 chứ không phải ra 15. Đấy, anh em thấy chưa, đúng chuẩn chỉ đúng anh em đấy. Bắt đầu đặt cược với những phương pháp của những cách chơi giản đơn nhất, hiệu quả nhất để em luôn để em luôn luôn chơi và chuẩn chỉ ở trên dụng nguồn kickball hay học tennis pháp của mình. Đấy, cách đánh tốt nhất đúng cách đó. À, mình vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em về cách đánh tốt nhất đúng cách ở trên dụng nguồn thực sự của ở trên cái con PC trên đường chơi này rồi. Thế anh em hãy cảm nhận và anh em hãy cứ thực chiến để xem về những cái phương pháp, để xem về những cách này xem nó có như thế nào, xem nó có chuẩn chỉ rực rỡ có ok không. Còn link thì mình luôn ghim luôn để cho anh em ở dưới phần mô tả. Anh em mà đánh vậy ra mà chơi thì ấn vào link thôi. Đấy, luôn chỉ cho anh em những cái mẹo, luôn chỉ cho anh em những phương pháp cách chơi giản đơn hiệu quả nhất ở trên bộ môn này. Dừng đặt cược bò này kết quả rồi 6-4 lại 1-5 mình đánh, mình đánh mình nó lại về tài tài mình đánh nhá. 1-5 thì nó lại về 6-4 rồi ok không sao anh em nhá. Vậy là cái cầu này nó đang thay đổi bắt đầu rồi. Đặt cược thì hiện tại thì bây giờ nó lên được với số vốn ban đầu mang vào hiện tại lên được là 7-8 củ thì mình chờ những dạng cầu là ok hơn, chờ những dạng cầu là chuẩn chỉ hơn mình mới đánh. Còn nếu mà đánh trên những dạng cầu này thì chắc chắn khẳng định luôn với tất cả anh em là sẽ mất mát một vài cái nữa, nên là khi mà đánh khi mà chơi ở trên một môn kickball trên con PC trên đường chơi thì mình luôn phải có những phương pháp và có những cách chuẩn xác nhất. Còn đâu cả cái cầu kèo không ok, cả cái cầu kèo không giữa không chuẩn chỉ thì mình nên bỏ qua, chứ mình không biết hết là đánh tay nào đấy mà tay nào cũng chơi, anh em hiểu được đấy. Lý Mỹ làm sao mình chơi mình đánh làm sao mình học nhất hấp dẫn nhất để nó luôn có lãi và để nó luôn có lời được thì mình bỏ điều đấy là được. Thế chứ không phải cứ đâm đầu mà ok rồi anh em nhá. Rồi ok anh em, kết quả này cầu này nó phải ra cầu gì. Rồi vậy là cầu này ra cầu xỉu, đi cầu 1 đây. Đi cầu 1 đúng anh em ạ. Rồi ok không sao. Hiện tại thì với cái số 4 ban đầu mình mang vào, đây em nhìn đây, mình sẽ phát ra ngoài nhá. Với cái số 4 ban đầu mình mang vào thì mình cũng đã chia sẻ với anh em về cái đánh cấp thép đúng cách rồi. Và bây giờ thì cũng lên được 78 củ khoai. Thì bây giờ thì cũng có lãi và bây giờ thì cũng có lời. Thì khi mà có lãi và khi mà có lời rồi thì mình xin phép tất cả anh chị em là sẽ kết thúc và chốt lãi ở trên môn Sixball ở trên con TC thì nửa chơi nhá. Ok, xin chào và hẹn lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.